Vậy đây hiện nay ba ngách nè, mình làm mẫu cho bạn xem, đây là ba ngách ha. Mình quýnh ra nè, đầu tiên mình sẽ trẻ bài ha. Trẻ bài. Rồi, mình trẻ bài, nếu mình trẻ bài được á thì trong công thức á thì mình lấy luôn cũng được, không lẽ em không lấy luôn thì mình thêm quýnh nó căng trẻ bài, quýnh với xào bài các bạn nghe. Thì bây giờ hiện nay ba lá bài đó mình làm trẻ là trẻ, gọi trẻ giả các bạn nghe, trẻ giả. Nhưng trẻ giả mình sẽ kinh y luôn, mình sẽ lộn xộn gì đây bộ bài, đúng không, mình không biết sao lá bài ở trong bộ bài nào, mình sẽ lộn xộn từ tất cả những phương pháp nó sai, tư thế nằm ở đâu cũng được con bài, mà làm sao mà lấy được ba ngách là được rồi nghe. Thì đầu tiên hồi nãy là ba ngách nó nằm ở trên đầu đúng không, ba ngách nó nằm trên đầu, lỡ dáng này nó nằm cái kiểu này sao, nó nằm kiểu này sao các bạn, đó nằm kiểu này sao, thì mình cũng sẽ trẻ một cái thôi, đừng trẻ hai cái nha, một cái thôi, một cái. Nếu mà hai cái thì mình phải xào nha, nếu trẻ hai cái thì bạn phải xào. Vậy bạn xào công thức gì, 5-2 là đẩy 5 lá bài này ra, 5 lá bài ra nha, rồi 5 lá bài ra chập lại mình xào hai ngắt, em xào 1-2, đó là đưa vô cái tư thế của mình là dạng là xào bài với trẻ bài là kết hợp là hai căn là cùng một lúc, ok nha. Rồi bây giờ lỡ nó là lá bài này, hai lá là nằm chỗ này sao, nằm kiểu này sao, nó nằm kiểu này sao, đó thì có mình sẽ gì, công thức là 5-1 nha, 5-1 các bạn nghe, nhớ là 5-1 là xào 5 và xào 1 đó bạn nghe. Rồi xào 1-2-3-4-5 rồi một cây thôi, rồi mình muốn giả gì đó tùy mình muốn kinh đơn hay kinh kép thì tùy mình ha, tùy các bạn nha. Thì cái căn này nó kết hợp nhau rất là ok các bạn nha, đó, căn kết hợp rất là ok. Còn lỡ thì sao, lỡ nó bài này nó nằm ba lá một cục này sao, nằm một cục này sao, thì mình xào công thức nha các bạn, mình lắc lá bài này xuống thôi, cái mình ngắt lên cái xào 1-2-3 là xong, bỏ lá bài xuống mình kéo phòng ba lại làm lộn xộn tùm lum lá bài. Như vậy thì lá bài nó trở lại ban đầu như cũ các bạn nha. Đó ok nha. Rồi cái dán bài này mình làm mẫu cho anh xem nha. Đó bây giờ tại vì sao, thì các bạn muốn học thì liên hệ số điện thoại của Bố Khoa Tuấn nha, là mình có sẽ đăng trên những cái video của mình nha. Rồi tất cả những cái nguyên lý các bạn đừng có sợ gì hết, cầm một bài mình giờ muốn lấy cái lá bài này nha. Bây giờ mình lấy thêm gì, thằng 4 hay là 7 nữa trong đầu bài này, mình 4 hay là 7 nữa trong một bài này, 4 thì mình lấy 4 này nha. Rồi xong như đi về đây là hiện nay mình lấy là cái liên đó các bạn thấy không nha, cái liên, nó thấy cái liên đúng không, rồi mình lật úp lên này nha, mình trẻ ngược luôn, mình trẻ ngược dùm trên mà mình lấy lá bài dưới luôn các bạn nha. Rồi một lá ha, rồi ok ok đó là khuôn rồi đó, tạo đó gọi là tạo khuôn rồi đó. Rồi mình lấy mẫu cho anh em xem coi những bài này, thì mình lấy tại sao mình lấy những cái bài rất là đơn giản, bài ngắt đơn giản đúng không, đó